Chào quý vị và các bạn, đây là cái hình ảnh Tết Việt Nam đây. Một gia đình có 3 thế hệ, gồm có ông bà này, cha mẹ này, đó và các cháu. Đó, một cái cảnh Tết Việt Nam đó. Đây. Đây thì là một cái cây mai rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là cao. Bên cạnh đó là cái phong bao lì xì đó. Đó, cây mai rất là cao. Cây này có lẽ là cao tới 3-4 mét ạ. Và các bạn thấy trẻ, các bạn thấy tới đây thì các bạn thấy tranh thủ nhiều các cái thỏi vàng. Có lẽ là cái thông điệp của cái năm nay là như vậy ạ.
10:30. Thì Diamond Plaza đặt đèn nha. Bên đây là cái công viên 34 các bạn nhé. Nếu mà chúng ta đi về phía kia là phía một con rùa đó. Dừng video clip ở đây. Bye bye cả nhà.